Xin chào tất cả các khách hàng của DK Eyebrows and Beauty. Rất vui được gặp lại mọi người trong livestream ngày hôm nay. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại khu vực kỹ thuật laser của DK ở tại địa chỉ 61 Nguyễn Công Trứ. Và tiếp theo thì chuyên gia sẽ thực hiện kỹ thuật laser lông mày cho khách hàng. Thì trước khi chúng ta bắn lông mày, chúng ta hãy cùng làm quen với chị khách hàng một chút mọi người nhé. Chị ơi, chị có thể giới thiệu một chút là mình tên là gì và mình đến từ đâu cho các khách hàng được biết được không ạ? Em tên Linh ạ, em ở Hà Giang ạ. Vâng, thì không biết vì lý do gì mà chị Linh lại lặn lội từ Hà Giang xa xôi để đến với DK ạ? Tại vì là lông mày của em nhìn dáng hơi già ấy. Dạ vâng. Nhìn nó hơi đen ấy. Dạ. Mà em làm đè mấy mù mực rồi, bây giờ thì mới lựa chọn được một nơi để mình thay đổi lại. Dạ vâng. Vậy thì trước khi mà chúng ta thực hiện vào kỹ thuật thì chuyên gia có thể phân tích cái tình trạng lông mày của chị Linh cho các khán giả được biết không ạ? Tình trạng cái gốc mực của bạn Linh này do bạn ấy cũng đã sửa dáng mấy lần rồi. Vâng. Cái mực nó có khoảng tầm 2-3 lớp mực chồng lên nhau. Lúc nãy thì là mình đã xử lý bằng cái ánh sáng xanh để xử lý đi hết cái lớp mực đỏ lúc nãy rồi. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu. Dạ vâng. Vậy thì em xin mời chuyên gia thực hiện kỹ thuật laser lông mày cho khách hàng. Vậy trước khi khách hàng laser lông mày thì có cần phải lưu ý những cái điều gì không ạ? Không cần phải lưu ý gì cả. Dạ vâng. Và như mọi người có thể thấy thì laser Picomax ở tại DK là cái công nghệ laser hiện đại nhất hiện nay. Và khi mà tia laser tác động vào gốc mực thì sẽ chỉ phá hủy đi những cái lớp mực thôi chứ hoàn toàn không ảnh hưởng đến da của khách hàng. Vì là lớp mực đã được làm nhiều lớp chồng chéo cho nên là có thể sẽ có cảm giác châm chích một chút. Đó, và như mọi người có thể thấy là da của bạn cũng khá là mỏng này. Rồi là có mấy lớp mực nó chồng lên nhau, thành ra là nó cũng khá là sâu. Da mỏng và bị đi sâu nên bạn sẽ có cảm giác nó hơi châm chích một chút. Vâng. Vậy thì không biết là chị Linh cảm thấy thế nào ạ? Mình cảm thấy hơi châm chích đấy. Vâng, nhưng mà vẫn trong cái khả năng mình chịu đựng được đúng không ạ? Vâng. Thì em xin mời chuyên gia tiếp tục. Và mọi người có thể thấy là ngay sau khi xóa thì cái lớp mực đã được nhạt đi khoảng 70-80% rồi. Và đây mới chỉ là cái lớp mực trên bề mặt thôi. Sau khi về nhà thì lớp mực ở bên dưới sẽ còn tiếp tục được đẩy lên. Đó chính là lý do mà chúng ta phải xóa lông mày theo một liệu trình. Và tia laser thì sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến lông mày của khách hàng cả. Nhưng mọi người thấy thì sợi lông mày vẫn còn nguyên. Và sau khi xóa xong thì mọi người cũng sẽ hoàn toàn không phải kiêng khem nghỉ dưỡng gì hết. Đó. Dạ vâng. Và không biết là chị Linh đã đăng ký liệu trình làm lông mày mới ở tại DK chưa ạ? Dạ em đăng ký rồi ạ. Dạ vâng. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đón sản phẩm lông mày cuối cùng của chị Linh nhé. Và sắp tới thì ngày 19 tháng 1 DK sẽ có một sự kiện vô cùng bùng nổ và có sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao lớn cũng như là ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Vì vậy là mọi người hãy ấn xem trước trên fanpage của DK để cập nhật những thông tin mới nhất mọi người nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo ạ.